còn bánh hơi không à. Đó, đồng này, đây là đồng Định Biên, An Giang. Thấy vỏ hồng lớn mà mang bánh bơ luôn là còn gì bằng trời. À, máy Thái luôn hả ta? Thanh gì? Kubota thanh gì? Đấy, vàng này vàng hãng luôn nha các bạn, vàng theo máy luôn nè. Vàng chữ Thái luôn đó. Đó. Đã chưa đang sớ tấn nhất gốc gạ luôn. Mang bánh bơ rồi, thứ gì chịu nổi trời. Mình đi, mình quay chủ yếu là quay được bánh hơi không à. Nhưng cái bánh lòng cũng lâu lâu mới quay được. Còn bánh bơ thì quay lần này thì chắc lần thứ hai quay được. Số không có không ăn bánh bơ. Bánh bơ là cái lá bơ nó cũng ngắn ha. Lá bơ không có sâu. Đấy, Kubota 6040 xài động cơ Kubota V2403 2.4 lít, bê tông 874 máy turbo nha các bạn. Quá, nó là quá quen thuộc rồi, cho nên mình nói là mình nói cũng như là nó hủ tục thôi. Dâu quay con nào thì phải đọc thông số con đó. À, hủ gà. Thả chưa, bắt đầu chạy nhanh rồi nè. Đồng nãy ở đây là không thấy đi bánh dặm luôn, còn là đi bánh hơi không à. Không có chạy dặm. Máy cài tấn nhất tấn hai luôn, còn mấy con thì chỉ chạy chạc không à. Thanh Tùng, cua ta Thanh Tùng. Thanh Tùng Châu Thành. Đang kẹt cái mương cho nên mình không có qua bển quay gần được. Đây là cái mương nè. Mương này là phóng qua đâu qua được, này lội qua mà không có cầu luôn. Đã không? Nặng 1 tấn 8 nha các bạn, 1 tấn 8 là dòng bánh nhỏ, còn là dòng bánh lớn này chắc nặng chắc cũng cỡ 2 tấn rồi. Mang luôn bánh bơ nữa chắc nặng 2 tấn mấy nữa, 2 tấn 2 quá. Đù, sướng chưa? À, cái con máy mà ở miền Tây ở đâu nhìn cũng gặp 6040 đó. Số 040 này giá hiện tại nó hình như là 400, 401, 402 gì đó. Không có chỗ 400 nữa. Giá là giá mình nghe một số bạn chia sẻ thôi, chứ giá trực tiếp cửa hàng này mình không có nắm. Giờ mình không có điều kiện, không có cơ hội đi cửa hàng. Cửa hàng nằm mấy chỗ xa xa không à. Bè ghê không? Này gặp 7040 bánh nó lớn hơn xíu nữa, nhìn còn lực nữa. Đã chưa? Gần là có mới sướng rồi đó. Ở đây thì Kubota hơi bị nhiều nha các bạn, nhiều nhất là 6040. 6040 ở đồng này mình đếm hiện tại tính luôn cả con này là đang là 6 con. 6 con trong đó đã hết 4 con mang vàng sớ hãng luôn rồi. Đồng này thì năm 2018 thì mình lướt qua thì chưa gặp. Nhưng mà 4508 có, 4708 có. Đồng này thì chơi toàn đời mới không à. Ô này có con công, sớ màu gấp kỳ. Không tới 10 phút. Hồng lớn mà đi mang bánh bơ nữa là thứ gì chịu nổi không? Nhìn nó be đít.
Đây, chạy lên đường chạy xuống đường nữa là xong phenol này. Ồ, kế bên lớn hơn chút xíu. Kìa, 4508 kìa. Phao phao dưới đó kìa. Đó chạy xuống dán lên được bên đây. Sáu không bốn không này là con đường mới bây giờ các bạn. 6040, cái mã của nó là 6040 su của thêm chưa đê đó, là hai số sớ đó. Con đó hình như là mình chưa thấy ai, chưa có ai xài, chưa thấy ai mua đó. Ví dụ như đang xài con này muốn lên hai số sớ cũng vẫn được nha các bạn. Lên hai số sớ thì hình như là mua gì lắp là mười mấy triệu á, cũng tua 540 với 750 thôi chứ không có cao hơn. Cao hơn là máy lớn mới cao nổi. Mà máy 6040 này mình thấy phần nhiều là người ta đi sớ tắt nhất à, cho nên xài cái số 540 cũng hợp lý à. Phải có sớ nước nhiều, nói chung là cái dòng hai số sớ đó là xài cho máy đồng này được nè. Máy đồng mà tắt nhất tắt hai đều là sớ bằng máy cài nè. Tắt 2 này chạy 750. Con này mang bánh bơ mà tạ có một cục quá nhẹ đầu rồi. Chéo dùng bè. Cục này như có 50kg à. Tay vịt bên này gỡ rồi ta. Để hai tay nhìn mới ra dễ mới thấy. Phèn đóng kìa, đèn mâm hết. Đù sốc bằng sớ à. Vậy là dân thường cái gì ta. Đồng này đồng bất thịt chứ xài dân thường. Kìa, nó sốc cơm luôn kìa. Sốc này là sốc gì ta? Không đồng tóc hả? Hay là đất nó văng lên rồi nó sốc gì? Đâu có về này, về chín chết rồi nè, đâu có thả đâu. Chắc không đồng tóc. Quang đường nó là giáp. Nó bị cái gì đâu á.
6040 nó hình như là nó xài bơm đôi nha các bạn. Trợ lực riêng rồi ben riêng. Nhưng mà nó là đâu đi dính liền luôn. Nè. Tập không được quá nhỏ. Xong rồi đó. Kêu kêu từ lúc nó ôm đầu già này nó kêu luôn từ lúc đó luôn. Vịt con thả cho ăn dặm chạy. Phúp không? Phúp luôn á vợ, phúp luôn.